First topic vocabulary. Làm luôn nhé. A. Much, the picture. With the verb in the box. Ok. Much the picture with the verb. Tức là đây là picture nhé. Mấy cái picture này. Có 7 picture này. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 word. Nào. Word cũng có 7 cái. 7. Verb, 7 cái verb này. 7 cái picture này. Nhiệm vụ của bạn là phải match từng chúng. Ok. Right. Vậy là trước tiên là hãy dám chắc là bạn hiểu được mấy cái này là gì. Và như mình đã nói ạ, cái nào đấy mà bạn không thích tra bằng nghĩa bằng từ đấy, bạn hãy tra bằng hình ảnh ở trên Google. Nó sẽ rất là dễ hiểu cho bạn luôn. Không phải giải thích gì cả. Hình ảnh, picture. Trong nghe không bằng một thấy, đúng không? Yeah, so. Right, so. Cái number one này, thì bạn thấy cầm một cái lọ keo này, xong rồi cái này bị vỡ này. Đó. Thì phải. Ok. Đây là hành động họ đang làm gì đúng không? Thì bạn đề một động từ vào để miêu tả cái hành động mà họ đang làm. Ok, number two. Đấy, mình thấy hai bàn tay này. Một tờ giấy đang gấp gấp lại, gấp gấp lại. Đó, rõ chưa? Number three này. Cũng hai bàn tay, mà lại không phải gấp bạn ạ. Lần này sẽ toang ra. Ok. À, rồi. Number four này. Cái gì đấy? À, một bàn tay với một cái bút chì, xong rồi vẽ nhiều phác họa. Đó. Ok. Tiếp tục này. Number five. Cũng hai bàn tay mà lần này lại kéo căng một cái gì đó đúng không? Number six. Cũng hai bàn tay mà lần này lại giơ hai cái ra. Để làm gì đó giống như kiểu là không không làm không giống như kiểu là làm cho nó giống như hành động mà chúng ta đang làm trong bài tập này. Cool. Cái này nó xếp bàn nhé, cũng hai bàn tay. Cái việc anh đang làm là biến đất thành một cái hình nhân. Được cái nhỉ, chúc bạn may mắn. B này. Each of the words in bold is in wrong sentence. À, bài tập này mình gặp khá nhiều đúng không? Write the correct word. Tức là mấy cái từ này nó chỉ là bị đảo lộn vị trí của nhau thôi. Mình chỉ cần tìm một từ giống như vậy. Và đây chính là bài tập tôi thấy vất vả nhất này. Mấy cái váy váy của phụ nữ này lại còn bằng tiếng Anh nữa. Tiếng Việt còn không biết. Tiếng Việt không biết thật sự luôn này. Không biết là không biết thôi. Anyway. Đó là lý do mà mình sẽ để cho bạn cái gợi ý trong đây. Mình gợi ý rất là hay rồi. Mình đã lưu sẵn vào iPad của mình. Nhưng bây giờ mình sẽ show cho bạn ngay lập tức. Ok. Chết mất. Mình lại để ở... Thực ra nó đang ở điện thoại. Ok, cool. Hey, xin chào. Mình đã quay trở lại. Ok. So, chúng ta đang ở B, ok? And mình đã có những picture đây rồi. Riêng trong phần B này thì mình sẽ hướng dẫn như sau ạ. Mình đọc lại nhé. Each of the word in bold. Word in bold là tất cả những cái này. Okay, tất cả những cái còn lại. In wrong sentence, tức là ở vị trí sai đúng không? Yeah. Nó đang write the correct word. Thì như mình vẫn thường nói ạ, nó chỉ đảo vị trí cho nhau thôi. Bạn không phải tìm ở đâu khác. Nó ngay ở trong bài này. Ví dụ như number one này. These jeans are too. Do you have a smaller size? Ok. Thì trong bài này mình sẽ ví dụ cho bạn nhé. Ok, jean này quá. Bạn có cái nhỏ hơn không? Thì như vậy, nhỏ hơn đúng không? Có nghĩa là đang bị rộng quá. Ok. Thì bạn chỉ cần tìm một cái từ nào đối lập với cái nghĩa smaller này là ra ngay.
Ok. Tiếp tục nhé. Number 2 này. Do you like dress? It makes you like look like a zebra. Cái này thì mình sẽ gợi ý cho bạn như sau. Trước tiên mình sẽ cho bạn thấy zebra là gì nhé. Mình sẽ không trang nghĩa của nó nhé, mà mình sẽ vào Google, mình sẽ search zebra là gì. Đây, zebra là cái này. Con này là zebra. Vậy mặc cái gì mà lại giống cái con zebra này nhỉ? Thì đây. À, đâu nhỉ? Trời ơi. Cái này có giống zebra không? Không đúng không? Cái này là check dress. Nhớ nhá, cái này là check. Oh sorry, xin lỗi xin lỗi. À, no. Đây, cái này là checked dress. Đó. Không giống zipper đúng không? Thế cái này thì sao? Đây, hơi là lá nhỉ? Cái này là strip dress. Lần đầu tiên mình biết luôn. Cũng hay nhỉ? Ê, cái này hơi bị hay luôn đấy. Bạn gái nào mà mặc mấy cái strip dress này cũng được cái chứ nhỉ? Là cool. Đấy, bạn thấy không? Thời trang nó từ cuộc sống mà ra, từ thế giới động vật mà ra đấy. Nghĩa là người ta nhìn những cái đường nét hoa văn để người ta thiết kế thời trang đấy. Nên là mấy bạn mà muốn làm thiết kế thời trang đấy phải quan sát thiên nhiên gì gì đấy sẽ có nhiều ý tưởng hơn. Idea, you know, that's just awesome. Ok. Nên là có thể cái strip dress ấy là nó từ zebra là mà ra zebra, zebra. Zebra. Ok. Mình nói cho bạn biết nhé. Mình cái con zebra này mình không biết nó là con gì đâu, nhưng mà có một lần đấy mình gặp một gia đình người Nam Phi. Thế là có một bạn gái đáng yêu cực kỳ luôn. Bạn ấy bảo là: "Ôi, mày đến Nam Phi bọn tao ấy có nhiều con vật đẹp lắm. Zebra này, cổ cao cao ấy. Lion này, rồi ui các kiểu luôn. Hippo gì gì đấy." Thế là ôi bảo là: "Ui thế à? Tao cũng nghe nói như vậy, như là South Africa Nam Phi đấy, South Africa đẹp lắm, lúc nào cũng nắng, có nắng, sunshine, always sunshine." Thế là mình mới nói trêu bạn ấy, mình bảo là tại vì Việt Nam ở chỗ làng nhà mình ấy Trung Du mà có tinh thần săn bắn hái lượm ấy, tất nhiên là thời trước thôi, còn bây giờ thì mọi người đỡ đỡ săn bắn đi rồi. Thì mình bảo nếu mà mày mà cho làng của tao đấy khoảng 20 thằng đến Nam Phi đấy thì khả năng 1-2 năm mình động vật Nam Phi sẽ vãn bớt đi đấy, ít đi đấy. Bạn nào: "Ôi không bao giờ một người Việt Nam đến đến Nam Phi cả." Tức là mình: "Ôi xin lỗi, không phải tao đùa đấy, I'm joking. Đùa thì được." Ôi thế là cái gia đình đấy họ rất là quý mình bạn ạ. Cái em nhỏ nhỏ đấy, em nhỏ bảo: "Bố ơi, hay là cho anh ấy đi về nhà mình đi." À, ông ấy bảo là: "Tại sao?" "Thì bố cho anh ấy về xong rồi để anh ấy lái xe cũng được." Oh my god, so cute. Bạn thấy không? So cute. Người Nam Phi rất là hay ạ. Mình có một người bạn ấy, anh ấy nói là Nam Phi có 16 thứ tiếng, 16 dân tộc ấy. Nhưng mà họ họ có cái gọi là switch switch là switch cái chế độ đấy, nên là nói chung là mình chẳng biết nói gì nữa. Nói chung Nam Phi là một mảnh đất giàu có đấy, nhưng mà mình chẳng hiểu thế nào cuộc sống người dân đấy không hạnh phúc đâu. Họ họ gặp những vấn đề của họ, họ có những vấn đề riêng đấy. Anyway, thôi mình tiếp tục nhé. Đấy, bài này mình chỉ hướng dẫn như vậy thôi. Một là zebra này, hai là check dress này. Đây, check dress. Đó. Ba là strip dress. Đấy, mình chỉ gặp vấn đề về mấy cái váy này thôi. Ok, cool. À, bây giờ mình quay lại nhé.
40 rồi, không biết có xong không. Okay, cool. Number 3, it's good to have skill like being to make your own cloth. Có thể tự may vá được thì gọi là một cái skill gì đó đúng không? Đó. Ouch. Ai da. Ai da là đau ấy. Khi nào đau thì ouch. Ai. Đó. Người ta sẽ nói như vậy. This shoe are far too. Cái giày này quá. Bạn có cái size nào lớn hơn không? Đó, thì bạn tìm một từ nào đối lập với ý nghĩa của bị từ là xong. Ý là như kiểu là gần gần đối lập với nó đấy. Ok, wear that shirt, the one with red and white square. À, đây là gợi ý của mình này. Red and white square. Mới nói xong. Bạn để là một tính từ nhưng mà không phải là suitable. Ok, the woman asks assistant if they have any jacket for a 1 year ago, year old girl. Vẫn ý mình nhé, bạn tìm một từ đi với for là xong. Chỉ có một từ thôi. Rất được, một tính từ, adjective. Number 7, this woolen jumper is really strict. I don't like wearing it because it makes me itch. This woolen jumper is really strict. I don't like wearing it because it makes me itch. Okay. I don't know it because it's maybe. Tôi không thích mặc cái đó. Ok, bạn đã bao giờ mặc một cái áo len chưa? Mặc một cái áo len mà không mặc cái áo gì trước đó đấy. Tức là trên người chỉ mặc nguyên cái áo len không? Bạn có biết cảm giác của nó như nào không? Thì đây chính là cái tính từ bạn phải đặt vào đó. Ok, còn cái jumper là gì đấy? Lần đầu tiên mình học được cái từ jumper này đó chính là tối hôm đấy ạ, mình hẹn một nhóm bạn người Úc. Có một cô người, hình như có một cô người Mỹ nữa. Cô người Mỹ, mấy người Úc đi ăn tối ở một cái resort xịn sò nhất là hòn đảo. Mình một người quá. Tại vì mình kết nhóm bạn này quá đấy. Mình ôi, bọn này chơi hay thế. Xong mình rủ bọn nó, ok bọn này đi ăn tối, let's go. Xong rồi có một cái anh bạn ấy, anh bảo là ê công, trời nóng này mà mày mặc jumper á. Ok mình bảo ê tao thích thế, phong cách của tao mà. Ok em just like ok mình bảo phong cách của tao mà, my style. And thế là hồi đó mày biết jumper là cái gì không? Jumper là cái áo ở trên mạng các bạn, áo hoodie ấy, đó chính là jumper. Đó chính là nó đấy. Nóng lắm, mùa hè mà cái đấy nóng lắm. Nhưng mà cái áo đấy rất là ngầu. Thế rồi, khi mà mình đến một hòn đảo khác ấy, thì mình được quên hòn, không phải là quên, mình được quên nó ở đấy. Bây giờ chẳng có cái hoodie nào cả. À, bây giờ chẳng có cái jumper nào cả. Thực sự cái jumper đó là cái áo mặc mình kết nhất ấy. Mình chưa bao giờ thấy một cái jumper nào, chưa bao giờ mặc được một cái jumper nào đẹp như thế, vừa vặn với mình như thế, phong cách như thế. Anyway, đó sau này phải đi cùng một chuyên gia shopping ấy. Cái áo đó ở Việt Nam không có đâu. Anyway, 7. Cái này, Egyptian almost always roll white cloth. Ê, mình kể cho bạn nhé. Đấy, mình hướng dẫn bạn. Egyptian này. Wool, đấy là hai gợi ý của mình nhé. Nên là bạn nên biết điền cái gì vào trước đó. Cái này wool là của là past, này là cái dạng past của where, của cái này nào nhỉ? Của where, à cái nào nhỉ? Nó giống như put on ấy hoặc là have on ấy. Đó, cái này mình không tìm thấy từ đấy. Này, feel this material is so soft and I bet it's really expensive. Ok, bạn chỉ cần tìm một tính từ nó nhiều tương, nó gần gần với shop ấy, để thay vào cái chỗ này là xong. Bởi vì mình thấy and ấy là một sự liên kết ấy. Nhớ nhé, and sẽ liên kết những cái gì đó tương đương với nhau. Ok, cool, xong mình see. Ủa, 15 phút. Circle the correct word. À, ok. Cái này là về phần từ vựng bạn nhé.
circle là khoanh tròn những cái từ đúng. Number one này, I've got some plastic painting in the local art. Thì bạn gallery hoặc là style. Thì bạn phải chọn một cái từ nào gần với một cái nơi chốn là xong. Two, Amy asked me if I have seen her blues. Ok, mình gợi ý cho bạn blues là một cái loại quần áo. Chúc may mắn. Trước đó phải là một tính từ nhé. Three này, I pay someone to maintain hoặc là notice the block of flat we live in. Ok, mình gợi ý block of flat nó gần gần giống với lại house, chính là nơi chúng ta ở đấy. Four, the latest fashion is short pile hoặc là sleeve with lots of bright color. Ok, latest fashion đó là cái cách ăn mặc ấy, cách ăn mặc ấy, cái loại quần áo đấy. Thì bạn phải chọn piles hoặc là sleeves. Chúc may mắn. 5. The assistant said that the t-shirt was made out of. Ok, mình gợi ý cho bạn nhé. Đằng sau cái cụm từ made out of này này, thì nó là một cái chất liệu, material. Thì bạn phải chọn một trong hai cái. 6. I asked my mom what tools hay là improvement need to fix the car. Ok, mình nghĩ cho nhỉ. Để mà fix the car đấy thì bạn phải cần những cái gì đó để fix the car. Thì ok, những cái hỏng ấy thì bạn phải đi kiếm cái gì đấy để sửa nó. Thì những cái mà dùng để sửa nó đấy thì gọi là cái đó. Bạn phải chọn một trong hai cái này. Okay, number 7. Oscar bought some material pattern to make a custom for fancy dress party. Ok, mình gửi cho bạn nhé. Cái cụm từ này này nó đánh lừa bạn này. Cái fancy dress party này, đây là party nhé, chứ không phải là một cái dress. Đây là một bữa tiệc ấy. Ok, ok, đó gửi cho mình đấy. Gửi cho bạn custom ấy. Bạn nào học máy tính ấy, hoặc là phần mềm ấy thì sẽ quen với từ này. Nó có cái phần customize. Ok, chúc may mắn nhé. Ok, phrase of verb này. Đây, sắp hết chưa? Ui, ui. Ui, à, ok, ok. 10 phút, 10 minutes, có khả năng ấy. Có khả năng. Ok, cool. Tiếp nha. Write one word in each gap. Ok, hãy viết một từ vào mỗi cái gap này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 8 gaps. 8 gap, 8 words. That's all. Ok, dress to impress. Mặc để gây ấn tượng á. Ui. Ok, cùng đọc nhé. Do you think carefully about what you... Ok, gợi ý của mình là on này. Each morning when you get dressed, what do the cloth that you on about? Cái phần này là phrasal verb bạn nhé. Bạn phải lựa chọn. Okay. If you want to make the right impression, try these easy tips. Ok, when you buy cloths, always them on. Ok, gợi ý của mình là buy cloth, them này, on này. Đó. Bạn sẽ biết, tức là phrase of verb cả. Có nghĩa là bây giờ cái câu này này là đến shop đấy. Đó. Ask a friend's opinion if you're not sure and check that what you buy is right side. If it's jacket, for example, make sure that you can like eat up properly. Eat up properly. Okay. Good luck to you, yeah. And make sure it's easy to put on and off. Đó, tất cả gợi ý của mình đã chân sẵn rồi. Clear out your wardrobe. Takes everything out and only put back the thing you actually like. Out all the thing. Okay. Out it. All the thing, cái này là sẽ là thay thế cho something đấy. You never wear, it will create space for new cloth you will able to. Ok, cái từ ở đây sẽ tương đương với add. Eat up. Đó. Eat up. Eat ở đây sẽ tương đương với something nhé. With thing that suit you.
Okay, finally, try making your old cloth more fashionable. You could the slip off. Vậy ý của mình là the slip là something này, off này. The slip tương đương với something ở trong cái mẫu câu đó. An old shirt. Đấy, bạn sẽ làm thế nào để một cái old shirt này trở thành một cái gì đó thú vị hơn bằng thay đổi nó đấy. Have fun and always dress to impress. Ok. Mình chưa bao giờ làm như vậy cả. À, có lần rồi đấy. Mình có lần mấy lần mình có cái quần jean ấy, mình cắt ngắn nó đi. Xong rồi nó cũng cool thật đấy bạn. Nhưng mà cái quần mà mình cắt ấy, mình đã tặng cho một cô gái người Anh ấy. Thì hôm đấy cô ấy bảo là tao hết quần mặc rồi con ạ. Ok, tao cho mày một cái. Thế là bạn ấy mặc cái quần đó. Thế là mình bảo, ê, không biết tên là gì cơ mà. Ôi, đáng yêu kinh khủng lên. Ê, đi chơi không? Ok, đi chơi. Vậy là mình với bạn ấy đấy phóng xe ra cái gọi là một cái áng ấy. Không biết áng tiếng Anh là gì. Nhưng không phải là bãi biển đâu, nó là cái áng. Wow, đẹp kinh khủng. Xong rồi xe còn bị ngập cát nữa chứ. Ok, anyway. Cool. Ok, tiếp nhé. Prepositional phrase. Những cái bài này chỉ là prepositional phrase thôi. Những cái từ mình đã gợi ý cho bạn rồi đấy. In each sentence, mà nhớ đọc đầu bài nhé. Đừng bỏ qua cái phần quan trọng này. In each sentence, there's a word missing. Ok, mỗi cái câu ấy sẽ có một cái từ bị mất đi đấy. Có nghĩa là bị thiếu ấy. Missing ấy. Put an arrow to show where the missing word. Hãy đánh mũi tên để chỉ rằng cái nơi mà cái từ đó bị thiếu đấy. And write the word. Và viết từ đó. Viết từ đó chắc là viết lên trên mũi tên đó. Ví dụ như từ A chẳng hạn thì viết lên trên mũi tên đó đấy. Arrow này. Okay, number one. My parents said they wanted to build a play area at the back. À, cái cụm này nhé. Trong phần prepositional phrases có rồi nhé. Đó, thì bạn đánh một mũi tên giống như hướng dẫn vậy. Number two này. Those silver boots are really fashion at the moment. Ok. Cái này bạn phải lựa chọn này. Có hai lựa chọn cho bạn đi về fashion đấy, nhưng mà chỉ một từ thôi. Nên là cũng dễ nha. Tất cả mình đã có cái chân rồi nha. Gợi ý cho bạn hết rồi đấy. Thôi bạn tự làm đi. Good luck to you nhé. Có lên. 7 minutes. Ok. Word formation. Ok. Đây là bài về word formation bạn nhé. Ui trời ơi. Hai bài nữa. Con gì đang bò vào mình ấy. Ok. Cool. Hết rồi. Word formation nhé. Complete by changing the form of a word in capital. Capital when this is necessary. Necessary, ok? Hãy complete mấy cái câu này này bằng cách change the form of the word. Đây, change the form of the word ở cuối mỗi cái câu này này có một cái word này. Thì change form của chúng nó. Khi cần thiết, nhớ nha là khi cần thiết, tức là sẽ có từ không phải thay đâu. Mình gợi cho bạn luôn, có một từ không phải thay. Ok, một từ đã giữ nguyên bởi mình đọc một qua một lần rồi. Ok, number one. She must have lots of. Bạn ấy nhìn thấy all hợp không ạ? Many đấy. Tức là sau nó phải là một danh từ nhé. Và nhớ đừng quên hãy kiểm tra đầu kia nữa. Nghĩa là to think. Là để chắc chắn rằng cái cụm danh từ đó kết thúc ở đây. Không. Bởi vì nếu không nó bị mắc lừa ấy. Ok. Trong trường này an toàn rồi bởi vì sau nó là to think. Ok. Ra danh từ nhé. Nào nhé. Two. I love the way they design this cup without a. This cup, mình gợi ý cho bạn, this cup này, cái cốc ấy. Without, không có, cốc mà không có cái gì đó. Ok. đằng sau là phải một danh từ đúng không? Yeah. Ok, thì Kevin, he loves classical music and his favorite. Ok, bạn nhìn thấy cái chữ này, his này, là sở hữu đúng không? Possessive. Favorite là tính từ này. Và sau cái ô trống này là was này, à, có nghĩa đây là danh từ. Không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà danh từ này nó phải tương đương với mô ra. Nhớ nha.
tương đương với cái ông mua ra này này. When you look at this notebook, you can see what Leonardo da Vinci was really. Đây là một cái mẫu câu mà mình đã nói cho bạn là chủ ngữ subject này, linking verb này, và complement. Thì cái complement ở đây chính là adjective, là tính từ bạn nhé. Đây, Leonardo da Vinci là subject này, was là linking verb này, really là một cái adverb phó từ này, và đây là tính từ. That's it. Ok, thought is really. Cái này cũng vậy luôn. Cái này cũng vậy luôn, không khác gì cả. Mà nhớ đọc to cái câu khi bạn làm lên nhé. He loves painting, playing music and writing poetry. Oh, ok, thích làm thơ nữa chứ. Thiên tài, genius. Six. Would it be safer if all houses and had window made out of glass? Ah, ok. Rồi, bạn còn nhớ cái cụm made out of không ạ? Nó là, tăng sau nó là material đúng không? Nhưng mà hãy chú ý nhé. Đây là danh từ rồi này, glass này. Và đây phải là một tính từ. Tính từ này rất đặc biệt. Mình đã nói trong bài học rồi. Good luck to you. 7. Tính từ này đặc biệt bởi vì nó không chỉ đơn giản là tính từ mà nó còn có một cái dạng khác. Ok. 7. It took a lot of. Ok là cái này cũng vậy. Đằng sau a lot of là một danh từ. Bây giờ a lot of nó là số từ. Tương đương với many đấy. Để vào đây. Nhớ là kiểm tra đầu cuối nữa. To get, ok, an toàn rồi. Safe. Chính xác là nào. To get the show right, but it was worth it. Ok. 8. Mom asked if I wanted to go to Delhi. To the Delhi. Ok. The Delhi. The này. Là do danh từ đúng không? Delhi là tên riêng đúng không? Thì cái này là danh từ. Mà chuyển là danh từ là xong. Đây là en đúng không? An toàn. And I said yes. 9. You might create something that wonderful, but remember that it's impossible to achieve. Achieve cái gì? Trong bài sau đấy mình sẽ học về những cái động từ mà sau nó đấy là một tân ngữ object hay là hai tân ngữ two objects thì đây chính là một cái trường hợp như vậy to achieve sau đó là một tân ngữ là một danh từ nào. Okay, 10. Our art teacher gave us a lot of đây cũng vậy a lot of many này sau này đầu cuối là to pay này ok chắc chắn là một danh từ là xong. Wait, 2 minutes làm sao mình làm được 2 minutes nhỉ? Được đấy. Bởi vì phần G này này là word pattern. Bạn sẽ tự làm phần này luôn. Tất cả những cái gì cần thiết mình đã gạch chân hết rồi nhá. Good luck to you. Nhớ đọc to lên nhá. H. Wait, 2 minutes. Come on, Kong. Okay, H. Complete using. Hey, đừng quên đọc đầu bài nhá. Circle the correct word. Hãy khoanh tròn ấy, cái đáp án đúng. Okay. Complete using a form of the verb from the box. Complete là complete mấy cái câu này này. Nó đang bị thiếu ấy. Complete lại. Using the a form of a in the box. Okay, cool. Add any words you need. Rồi. Thêm bất cứ từ nào bạn cần. Mình nói luôn nhé. Đây là cái phần phần nào nhỉ? Word pattern. Ok, word pattern. Thì đấy, bạn dựa vào những cái này này. Trước khi làm bạn phải chắc chắn rằng bạn hiểu mấy cái từ này, change này, describe, explain, remind, remove, nó đã có tất trong cái cấu trúc của đấy, word pattern ở đây. Sau đó bạn ok number one này. I need to no paper, the wall. Rồi, gợi ý của mình là old paper này, the wall này, before we put the new, đó, gợi ý cho bạn đấy. Number two, có phải là mẫu cho bạn một câu nhỉ? Làm mẫu nhỉ? Đây, mình sẽ chọn remove, tức là bóc bỏ cái giấy dán tường cũ đấy. Remove the old wallpaper đấy.
khỏi bức tường đấy, trước khi là put the new one vào thì remove mình đặt vào đây, remove mình sẽ chuyển vào đây và mình sẽ thêm cái giới từ đi với nó giống như ở trong bài học ấy, hình như là from thì phải. Anyway, ok, cool. Could you how to make concrete? Ê, cái này là một request nhé. Ok, hướng dẫn hỏi hỏi à, cái gì nhiều nhiều vả đấy, nhiều vả. Ok. Ok, 3. I would start a painting quite modern. Cái này bạn tự làm, cái này cũng giải thích cũng không được, khó. For this piece of music always me a long summer evening. Ok, gợi ý cho những bạn nhé. Music này, khi nghe nhạc đấy thì nó tôi về những cái buổi tối mùa hè thật là dài, tức là người nước ngoài người ta cực kỳ thích mùa hè đấy. Mùa hè chắc họ không ngủ luôn đấy bạn. Bởi mùa đông ấy suốt ngày trong nhà rồi. Cái này như kiểu là liên tưởng ấy, kiểu kiểu như vậy. Ok, number 5. My drawing of a horse went a bit wrong, so I ate a camel. Đấy không? Từ một chú ngựa đấy chuyển thành một cái con camel. Ok. Hay nhỉ? Họa sĩ thiên tài. Ok, cụm từ này sẽ tương đương với những cái ý nghĩa như vậy. Và mình phải dừng ở đây bởi vì đến giờ jogging của mình rồi. Mặc dù mình thấy ở ngoài trời chưa sáng sủa cho lắm mà thôi. Stick on the plan bạn nhé. Mình stick on the plan. I'm determined. Rồi, chúc bạn một ngày vui vẻ và năng suất. Productive day and lots of fun. Hẹn gặp lại.